Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi there, I'm Brandon from Atlantic 5-Star English, and today I have an English question for you. Giraffes, dolphins, and humans are all examples of this class of animal. This class of animal has hair or fur. What is this class of animal? Good luck. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xuân Danh. Câu trả lời của em là mammal. Bạn đã nghe được thầy giáo nói những gì ạ? Em có nghe thầy nói là cá heo, con người là một loài động, những loài động vật thuộc một lớp nào đó trong động vật, và em nghĩ là lớp thụ. Và ngoài ra bạn còn nghe thiếu mất con hươu cào cổ nữa. Và đáp án chính xác là mammal, động vật có vú ạ. Và Duy cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Bạn có thể về vị trí và nghỉ ngơi. Cảm ơn Duy. Five Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic.